Hôm nay ba Trường và Phúc Thịnh chào mọi người. Phúc Thịnh, hôm nay ba sẽ co Phúc Thịnh đố một Phúc Thịnh một câu đố ha. Con gì chở ông già Noel đi phát quà vào đêm Giáng sinh? Dạ là con cần lộc. Con gì? Con cần lộc. Tuần lộc. Ok, đúng rồi, con tuần lộc nha các bạn. Là thường ông già Noel sẽ cởi con tuần lộc để đi phát quà cho các bạn vào đêm Giáng sinh nhé. Hôm nay kênh ba cha con sẽ cùng nhau vẽ con tuần lộc nha các bạn. Nhớ thấy hay thì hãy subscribe đến kênh của ba cha con và nhớ bấm hình quả chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa về mỗi ngày của kênh ba cha con nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ con tuần lộc thôi. Bây giờ ba Trường và Phúc Thịnh đã hoàn thành xong bản vẽ sơ bộ của con tuần lộc rồi. Thì bây giờ ba Trường và Phúc Thịnh sẽ cùng nhau trang trí và tô màu con tuần lộc nha. Lấy con nào. Bây giờ ba Trường và Phúc Thịnh đã hoàn thành xong bản vẽ của con tuần lộc rồi. Và đây là thành phẩm của ba Trường đây. Đấy, các bạn thấy con tuần lộc của ba Trường cute không nào? Và đây là thành phẩm của Phúc Thịnh. Wow, Phúc Thịnh ngầu lắm nha. Chưa có được đẹp cho lắm nha. Tô rất là lem màu. Các bạn hãy chú ý nha, đừng chúc Phúc Thịnh nha. Nhưng mà Phúc Thịnh cũng rất là cố gắng rồi. Rồi, các bạn thấy hay thì hãy subscribe đến kênh của ba cha con và nhớ bấm nút chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa về mỗi ngày của ba cha con nha. Bây giờ ba Trường, Phúc Thịnh chào và hẹn gặp lại.